hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Điều khiến fan T1 thấy ngộp thở: diều đen lột xác trong bản 14.16, cháy vé offline chung kết VSET hè 2024. Quản lý Gen G thắc mắc việc Riot cắt giảm phần thưởng quan trọng ở MSI 2024. Trang Twitter LOL Esports mới đây đã đăng bức ảnh hai nhà vô địch MSI gần nhất là JD Gaming năm 2023 và Gen G năm 2024 với nội dung: ở thời đỉnh cao phong độ, đội nào sẽ chiến thắng? Trong khi mọi người bắt đầu tranh luận về sức mạnh hai đội, phong độ từng thành viên, thì quản lý Ji-hun của Gen G đã có phát biểu đáng chú ý: tại sao chúng tôi lại không có huy chương? Điều đó được chứng minh bằng bức ảnh do chính Riot đăng tải. Các tuyển thủ JD ăn mừng cùng chiếc cúp MSI, cúp Finals MVP và 5 tấm huy chương, trong khi Gen G chỉ có 2 cúp. Được biết, các nhà vô địch MSI trước đó đều có huy chương, nhưng Riot đã cắt đi phần thưởng này trong mùa giải năm nay. Nhiều fan Gen G tiếp tục thể hiện sự bất bình với Riot và đòi công bằng cho đội nhà bằng cách chia sẻ lại bình luận của vị quản lý. Các fan này muốn Riot có câu trả lời rõ ràng khi đột nhiên không trao huy chương cho nhà vô địch MSI nữa. Đây không phải lần đầu Gen G tố Riot bất công khi vô địch MSI 2024. Đội từng lên tiếng vì không được Riot Hàn cập nhật hình ảnh ăn mừng trong client liên minh giống các nhà vô địch trước đây. Thời điểm đó, quản lý Ji-hun cũng phải lên bài kêu gọi và cho biết đã liên lạc với Riot để làm rõ tình hình. Aurora ra mắt ấn tượng ở LCK, các tuyển thủ đồng loạt nhận định là quá lỗi. Vị tướng liên minh mới nhất, Aurora, đã có lần đầu xuất chiến ở LCK hè 2024 trong trận đấu giữa KT và Guangdong Freaks. Ngay ván 1, tuyển thủ Bulldog đã khóa vào Aurora ở đường giữa. Nàng thỏ chính thức được thả xích khi giải đấu bước sang bản 14.15 và lập tức trở thành tâm điểm. Ở trận trước đó giữa Dragonix và Gen G, Aurora không có cơ hội xuất hiện do bị cấm cả hai ván. Và màn thể hiện của Bulldog với Aurora đã chứng minh vì sao cô lại nhanh chóng bị cấm như thế. Khi đi đường, Aurora tất nhiên không thể đòi lại một tướng vật lý như Corki về khả năng trao đổi hay farm. Kết quả là đường giữa Guangdong Freak đã để thua khá nhiều chỉ số lính. Tuy nhiên khi vào combat thì Aurora quả thực sạc cả lốt, lột cả sắc. Với chiêu cuối diện rộng cực mạnh và dễ dùng, Aurora nhanh chóng tạo dấu ấn trong các giao tranh mục tiêu, khiến đối thủ khó lòng đối phó. Ngoài ra, khả năng tàng hình cũng là thứ khiến nàng thỏ trở nên cực kỳ khó chịu. Đến ngưỡng sức mạnh 200 bị, Aurora trở thành một sát thủ thứ thiệt khi có thể dứt điểm carry trong nháy mắt. Miss Fortune của Depp là nạn nhân trong trận này khi nhiều lần bị Aurora hủy diệt mà không thể kháng cự. Nhiều bình luận viên, khán giả và tuyển thủ cũng bày tỏ kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh tướng mới, đặc biệt dù cô đã bị nớp nhiều. Trước đó, LCK đã hỏi một loạt tuyển thủ về sức mạnh Aurora và đa số đều khẳng định cô mạnh và khó đối phó. Một số ý kiến như sau: T1 Zeus, tướng này khiến tôi phát điên khi đối đầu trong rank. Gen G King, chiêu cuối Aurora rất lợi hại trong giao tranh. DK Kingan, tướng này rất mạnh đầu game và sẽ mang đến nhiều lợi thế cho giao tranh sâu hư không. Brion Morgan, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều giao tranh thú vị khi Aurora dùng chiêu cuối. Hangwala Esports Doran, cô nàng có thể mang đến rất nhiều tình huống mà chúng ta không thể lường trước. Liên minh 14.16 sẽ có thay đổi ngầm khiến diều đen siêu bá. Với việc 2-3 tháng nay, các xạ thủ chiếm lĩnh hầu hết các vị trí, đến cả Riot cũng ngao ngán. Và động thái quan trọng nhất của họ chính là việc chuẩn bị ra mắt bản 14.16 với việc tăng sức mạnh rất nhiều pháp sư, đồng thời giảm sức mạnh xạ thủ. Điều này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn meta. Tuy vậy, không chỉ lớp tướng pháp sư mà ngay cả các đấu sĩ cũng hưởng lợi ở bản 14.16 tới. Và lớp tướng này chắc chắn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ cùng một thay đổi nhỏ nhưng bá đạo. Cụ thể, liên quan đến diều đen, một trong các món tủ của đấu sĩ trong quá khứ,
nhưng giờ ít xuất hiện vì vài hạn chế cơ bản. Ở 14.16, diều đen sẽ có một thay đổi ngầm để cơ chế cộng dồn trừ giáp của nó dễ tích hơn. Cụ thể, trước đây, diều đen có hồi chiêu 0,01 giây trong quá trình cộng dồn, khiến các tướng dù có combo kỹ năng hay đánh thường nhanh vẫn không thể tích cộng dồn quá lẹ. Còn giờ nó về 0 giây luôn, từ đó khiến các kỹ năng cường hóa đòn đánh từ gươm vô danh, diều mãng xà, nội tại Virgo, Quy Shivana sẽ tích và cộng dồn rất nhanh cho diều đen, có khi chỉ cần một nửa thời gian so với trước. Một số trang bị cho khả năng cường hóa đòn đánh cũng có thể làm tương tự như trái tim khổng thần, nguyệt đao, găng tay băng giá. Với 3.000 vàng thì diều đen vẫn là trở ngại lớn nếu muốn lên sớm. Tuy vậy, các thay đổi trên sẽ biến nó thêm một món chủ chốt trong lối chơi của nhiều đấu sĩ khi có thể chỉ cần một nửa combo đã giúp tăng đáng kể sát thương đầu ra. Hé lộ thêm loạt đa sắc đúng chất chiêu ăn hơn của skin vô địch thế giới. Thứ hai đầu tuần, loạt skin vô địch thế giới năm 2023 của Chi One đã được Riot ra mắt tạo hình chính thức. Theo một số fan, Chi One đã lên ngôi vô địch trên chính sân nhà, vậy nên loạt skin cũng được lồng ghép rất nhiều yếu tố Hàn Quốc. Tuy nhiên, có lẽ vì thế mà nhiều người đánh giá Riot đã làm không tốt phần thẩm mỹ, khiến loạt skin không mang đặc trưng của Chi One với màu đỏ đen truyền thống. Đến nay, Riot đã hé lộ màu mới cho loạt đa sắc của Chi One. Đây được coi là tông màu đúng chất Chi One hơn. Theo thông tin được chia sẻ, các đa sắc này đều được sửa rất nhiều để có màu đỏ đặc trưng của đội. Jinx được sửa ít cam hơn và thêm tông đỏ, hồng. Orianna và Jayce cũng thêm sắc đỏ hồng vào trang phục. Đồng thời, Jayce được thêm cả màu đỏ vào hiệu ứng kỹ năng. Tương tự với Lee Sin và Bud, tất cả đều được sửa cho đúng chất Chi One hơn. Với các thay đổi này, có lẽ cộng đồng sẽ rất muốn sở hữu loạt đa sắc vì chúng giúp skin Chi One trở nên dễ nhận diện hơn. Mặt khác, loạt đa sắc này hứa hẹn sẽ bán rất chạy vì chúng là vật phẩm của Chi One, đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử Liên minh. Cháy vé offline vòng chung kết VCS hè 2024. Vòng chung kết VCS mùa hè sắp tới sẽ được tổ chức trong 2 ngày 17 và 18 tháng 8 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, các tuyển thủ sẽ được cảm nhận trực tiếp bầu không khí cuồng nhiệt của VCS với sự cổ vũ từ hơn 2.000 khán giả. Với thông điệp ngắn gọn mà ý nghĩa Forever We Stand, vòng chung kết VCS hè 2024 là dịp để cộng đồng tôn vinh các di sản được xây đắp từ quá khứ hào hùng của giải đấu và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn trên hành trình mới vươn ra biển lớn. Các đội tuyển xuất sắc nhất và các tuyển thủ trẻ tài năng hiện tại sẽ tiếp tục thắp lên niềm cảm hứng và nối dài tinh thần rực lửa của VCS trên đấu trường quốc tế cũng như khu vực APAC trong tương lai. Ngoài việc được theo dõi những màn so tài kịch tính, khán giả còn có dịp tham gia nhiều hoạt động sôi nổi khác ngay tại nhà thi đấu Nguyễn Du xuyên suốt thời gian diễn ra vòng chung kết, bao gồm gian hàng mini game với nhiều phần quà hấp dẫn, gian hàng Liên minh huyền thoại với các trải nghiệm in game mới mẻ cùng phần thưởng, chụp ảnh và giao lưu với các KOL quen thuộc, tương tác và giao lưu với các đội tuyển, tuyển thủ yêu thích. Chương trình hoạt động tại chỗ thú vị và nhiều bất ngờ đang chờ đón. Theo đó, chỉ trong 10 phút đầu mở bán, hạng vé thách đấu với mức giá đắt nhất 999k đã sold out ở cả 2 ngày. Đây là hạng vé cao cấp nhất với chỗ ngồi trung tâm gần sân thi đấu, cùng với đó là các vật phẩm đi kèm như áo bóng chày, mũ lưỡi chai, ly giữ nhiệt. Và chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau, các hạng vé kế tiếp gồm đại cao thủ 549k và cao thủ 349k ngày 18 tháng 8 cũng hết sạch. Theo cập nhật từ fanpage VCS, hiện chỉ còn một số vé kim cương ngày 18 tháng 8 và số ít hạng vé ngày 17 tháng 8. Sự kiến với độ hot hiện tại, toàn bộ vé của 2 ngày thi đấu sẽ nhanh chóng được bán hết trong thời gian ngắn, có thể là chỉ trong hôm nay. Điều đó cho thấy sức nóng của VCS và sự mong chờ của cộng đồng vào các trận đấu nảy lửa. Cosplayer Việt khoe vòng 1 khiến
khiến nhiều fan G1 ngộp thở. Kể từ ngày giành được chức vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay Faker và G1 đã có cho mình lượng fan khổng lồ trên toàn thế giới. Và với tư cách đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử liên minh, thì G1 cũng thu hút được rất nhiều fan là các cá nhân tài năng và cá tính. Bên xứ Hàn, có một fan nữ G1 chỉ quay lại cảnh cổ vũ tại nhà, nhưng cũng thu về cả triệu lượt xem. Còn ở nước ta, cũng có fan nữ chỉ khoác áo G1 nhưng nhận về vô số tương tác. Cụ thể hơn, để cổ vũ cho đội tuyển G1 vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, cô đã đăng ảnh mình mặc áo khoác G1 với phiên bản kín cổng cao tường và phiên bản hở bạo. Chỉ ít phút sau khi chia sẻ, bài viết của cô đã nhận về vô số lượt thả tim từ game thủ Việt đến quốc tế. Theo tìm hiểu, cô là Hana Bunny, một cosplayer người Việt nhưng rất nổi tiếng trong làng cosplay quốc tế. Cô theo đuổi phong cách sexy và thường xuyên diện trang phục quyến rũ. Bên cạnh đấy, cô cũng đang đắm mình vào phong cách cosplay Aero, cosplay theo trường phái gợi cảm, táo bạo, kiệm vải. Hiện cô có khoảng 3 triệu người theo dõi trên X và Instagram. Vậy bạn nghĩ sao về các thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!